Xin mời kính chào khán giả của nghiệp Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì Jamie Foxx vai chính lẫn phụ đều xuất sắc tranh hai giải Oscar trong một năm. Tin đến từ Hollywood. Hollywood có nhiều diễn viên từng làm ca sĩ trước khi xuất hiện trên màn ảnh, nhưng có thể là không ai thành công như tài tử Jamie Foxx. Trong nhiều năm đóng phim, ông có thể đóng vai chánh hay là vai phụ rất là xuất sắc và hấp hồn khán thính giả. Không chỉ vậy, ông còn được đóng nhiều dạng nhân vật trong nhiều thể loại phim, từ nghiêm túc đến hài hước, và nhờ vào khả năng diễn xuất mà tài tử Fox đã thắng một giải Oscar và được đề cử nhận một giải Oscar trong cùng một năm. Tác phẩm Collateral năm 2004 có sự xuất hiện của tài tử Tom Cruise và tài tử Jimmy Fox nhớ đó phim rất thành công và vì sự ăn khớp của hai người. Và trong phim thì tài tử Fox đóng vai tài xế taxi Max ở LA. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì ông Max định trả xe và gặp nhân vật Vincent, người này nói sẽ trả ông Max 600 Mỹ Kim để lái đến thăm 5 địa điểm. Và thấy tiền nhiều và chỉ cần dừng 5 chỗ thì ông Max đã nhận lời nhưng không hề biết Vincent là một sát thủ cần giết người tại 5 địa điểm đó. Và sau từng địa điểm thì ông Max càng sợ hãi hơn, không biết mình có còn sống khi trời sáng hay không và trong khi đó thì cả hai đều bị cảnh sát và FBI truy lùng. Trên một bên là thường dân phải dính líu với các vụ giết người, một bên là tên sát thủ đầy lạnh lẽo. Tài tử Fox đã diễn rất ăn khớp với tài tử Tom Cruise. Tài tử Tom Cruise thì thể hiện sự lạnh lùng, một sát thủ chuyên nghiệp, còn tài tử Fox thì thể hiện một cách xuất sắc sự sợ hãi của một người bị đẩy vào đường cùng đây là vai diễn cho khán giả thấy được khả năng đóng vai phụ của tài tử và vai phụ đó làm chánh à, làm cho vai chánh nổi trội hơn rất là nhiều lần và cuốn phim này đã được đề cử hai giải Oscar và trong đó có vai phụ hay nhất là tài tử Jamie Fox và đó là lần đầu tiên ông được đề cử giải này. Liên quan đến phần tin khác, thì CDC đã chuẩn thuận chiếc vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC vào tối ngày thứ Ba, ngày 2 tháng 11, tuyên bố là bà chuẩn thuận đề nghị của Ủy ban Cố vấn về việc chích ngừa COVID-19 bằng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo CNN. Với quyết định của bác sĩ Rochel Walensky, thì trẻ em ở lứa tuổi này ở Hoa Kỳ có thể được chích ngừa từ thứ Tư ngày 3 tháng 11. CDC về đây mở rộng khuyến cáo chích ngừa cho khoảng 28 triệu đứa trẻ ở Hoa Kỳ thuộc nhóm tuổi này và cho phép nhà cung cấp dịch vụ y tế bắt đầu chích cho các em càng sớm càng tốt. CDC ra thông báo cho biết và chúng tôi cũng biết hàng triệu cha mẹ đang nóng lòng muốn con được chích ngừa. Với quyết định này, thì chúng tôi khuyến cáo chích ngừa covid-19 cho khoảng 28 triệu đứa trẻ. Bà Walensky nói, à, là một người mẹ thì bà khuyên là cha mẹ nào đang phân vân nên nói chuyện với bác sĩ, y tá, trường học hoặc là dược sĩ tại địa phương để tìm hiểu thêm về vaccine covid-19 và tầm quan trọng của việc chích ngừa cho con nhỏ vaccine pfizer chích cho nhóm tuổi này chỉ bằng một phần ba liều của người lớn và sẽ chia thành hai mũi cách nhau ba tuần và chích liều thấp hơn để giảm tối thiểu tác dụng phụ mà vẫn giữ hiệu quả mạnh Pfizer cho hay. Trước đó cũng vào hôm thứ Ba, ủy ban cố vấn chích ngừa của CDC đã bỏ phiếu thống nhất ủng hộ chích vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi Thành viên ủy ban thảo luận lâu bất thường về vấn đề này trước khi bỏ phiếu là 14 trên 0 Trước cuộc bỏ phiếu thì mở đầu cuộc họp của ACIP Bác sĩ Roger Walensky gọi đây là ngày trọng đại và kêu gọi ủy ban cân nhắc số trẻ em chết nhiều chưa từng thấy vì covid 19. đến nay thì có 172 đứa trẻ từ 5 đến 11 tuổi ở Hoa Kỳ thiệt mạng vì covid 19 và hơn 8.300 em phải vào bệnh viện theo dữ liệu mới nhất của cdc. tại buổi họp báo vào hôm thứ hai, ông Jeffrey Zients, người điều phối chống covid 19 của tổng bệnh Mỹ cho hay là chính phủ Hoa Kỳ mua đủ vaccine Pfizer cho mọi trẻ em dưới à, lứa tuổi này. và ông Zients cũng cho biết là hãng Pfizer cũng bắt đầu um, cho thuốc vô ống rồi dán nhãn và bắt đầu giao 15 triệu liều khi mà cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm FDA chuẩn thuận chiếc vaccine này cho trẻ em thứ sáu tuần trước và chương trình phân phối vaccine của chính phủ sẽ được hoạt động hết mức từ nay đến thứ hai 8 tháng 11 và một phần trong số đó có thể được giao trong tuần này vaccine sẽ được chuyển đến phòng mạch bác sĩ nhi khoa và bác sĩ gia đình cũng như trung tâm y tế công cộng nhà thuốc tây trung tâm y tế bộ lạc và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác ông sayan cho biết và một số vùng cũng sẽ mở nơi chích ngừa ở trường học Liên quan đến phần tin khác thì Dow lần đầu tiên đóng cửa trên 36.000 điểm. Chỉ số Dow Jones đã đóng cửa trên 36.000 điểm vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 11, một ngày sau khi lần đầu tiên vượt qua mức này trong thời gian ngắn. Mặc dù mốc 1.000 điểm không mang nhiều ý nghĩa về nguyên tắc căn bản của thị trường, nhưng một số nhà phân tích cũng cho rằng ít nhất là nó cho thấy thị trường tiếp tục hồi phục kể từ khi đi xuống hồi mùa xuân năm ngoái vì Covid-19. Chỉ số Dow vượt 36.000 điểm gần một năm sau khi vượt qua mức 30.000 và cho thấy thị trường vẫn đang hồi phục Ông Robert Sen là giám đốc đầu tư của Blanchard À, cho hay khi mà Dow Jones vượt qua 36.000 điểm lần đầu vào ngày thứ hai. Diễn biến này cũng khiến cho người ta nhớ đến cuốn sách năm 1999 tên là Dow 36.000, trong đó dự đoán chứng khoán sẽ tăng gấp 4 trong vài năm tới. Và Dow đã tăng 138.79 điểm, 0.4% lên 36.052.000 lúc mà thị trường đóng cửa vào hôm thứ ba và tăng từ 17% từ đầu năm đến nay và chỉ số S&P 500 tăng 0.37%, còn Nasdaq thì tăng 0.34%. Cả hai đều lên mức kỷ lục lúc mà thị trường đóng cửa vào hôm thứ Ba. Từ đầu năm đến nay, thì S&P 500 cũng đã tăng 23.3%, còn Nasdaq tăng 21%. Liên quan đến phần tin đến tại Việt Nam thì người dân ở Vũng Tàu trúng đậm cá trích cuối mùa. Những ngày qua thì cứ khoảng 6 giờ 30 phút sáng, hơn 200 m ở bãi trước dọc đường Quang Trung, thành phố Vũng Tàu, nhiều ghe thuyền đầy cá cập bến sau chuyến đánh Bắc. Đây là những con thuyền chuyên thả lưới cách bờ chừng một vài hải lý để bắt cái trích cá mai. Trên bờ thì mọi người tụ tập thu lưới, gỡ cá, mua bán trong vài giờ và kết thúc phiên chợ khi mặt trời lên cao. Sau 1 tháng 11, cùng nhóm ba bạn thuyền kéo cá lên bờ sau khi lọt lưới bằng tấm bạc. Nói với báo VN Express, ông Nguyễn Minh Tấn, 65 tuổi, người có gần 40 năm đi biển, cho biết cá mai, cá trích sống ở tầng, tầng nước mặt và bơi thành đàn lớn. Mùa đánh bắt chỉ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm. Thuyền của ông Tấn có 4 người ra biển lúc 4 giờ sáng, chừng 2 giờ sau thì thu lưới về bờ. Do không trả công cố định nên sau mỗi chuyến đi, À, biển thì chủ thuyền sẽ lấy một nửa tiền bán cá nửa còn lại chia đều cho bạn thuyền à, và các ngư dân cũng cho hay là cuối mùa cá nhưng mà phần lớn họ đều có thu nhập khá mỗi ngày người bắt ít cũng được vài tạ người may hơn thì được cả vài tấn và kiếm vài chục triệu đồng rồi vui lắm cá trích da hơi xanh thân dài xương nhỏ loài cá này được dùng làm gỏi kho trục à, và cũng như là chiên phi khô và cá hộp cá được thương lái cần mua tại bãi biển hoặc là gánh lên đường quang trung chuyển đi các nhà máy Liên quan đến phần tin khác thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam gặp Tổng thống Hoa Kỳ bên lề hội nghị biến đổi khí hậu. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu thế giới ở Glasgow, Anh Quốc. Nhiều báo tại Việt Nam thì xào lại bản tin quan trọng tấn Việt Nam kèm theo cả video clip nói rằng một buổi tối thứ hai ngày 1 tháng 11 ông Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp mặt bên lề hội nghị nói trên với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Theo các nguồn tin đưa tin, thì hai nhà lãnh đạo chúc mừng về những thành tựu phát triển của hai nước và những bước tiến tích cực trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Ông Phạm Minh Chính cho thấy à, được thuộc lời đánh giá cao Tổng thống Joe Biden tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam và các nước Âu Châu và cũng như là Á Châu và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn phát triển quan hệ ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu và ổn định. Không thấy thông tin xã Việt Nam và các báo ở trong nước nói gì đến khả năng À, nâng mối quan hệ giữa hai nước từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược để từ đó hoa kỳ có thể hậu thuẫn mạnh hơn nữa cho việt nam đối phó với trung quốc trên biển đông từng được đề cập nhiều lần trước đây và ngày 25 tháng 8 vừa qua khi mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến thăm Việt Nam gặp Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thì truyền thông quốc tế cho hay là bà đã ủng hộ việc nâng tầm mối quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược để phản ảnh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai cựu thù. Và trước lời đề nghị ấy thì báo VN Express đã dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc thoái thác là việt nam mong muốn cùng mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả vững chắc cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn lãnh thổ thể chế của nhau vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới Liên quan đến phần tin khác, thì Việt Nam thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11. Ngày 2 tháng 11, thì Văn phòng Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã ra công văn gửi cho các bộ ngành và ủy ban cho dân các tỉnh thành ở Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa và Kiên Giang về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Tờ Tiền Phong thì cũng dẫn văn bản của Văn phòng Chính phủ cho biết, căn cứ trên tờ trình của cán bộ liên quan Ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm 3 giai đoạn đón khách du lịch quốc tế đến Việt Việt Nam bắt đầu từ tháng 11 này. Và theo đó, giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 11 sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực và cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh sang giai đoạn 2 thì từ ngày 2 tháng Giêng năm 2022 sẽ mở rộng phạm vi đón du khách quốc tế kết nối các địa điểm thông qua các chuyến bay thuê và thương mại quốc tế thường lệ và khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày và có thể bổ sung thêm một số tỉnh thành khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề nghị đón khách du lịch quốc tế đến giai đoạn Ba, từ quý 2 năm 2022 thì mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế với điều kiện căn cứ tình hình dịch bệnh trên thực tế và đánh giá kết quả đón du khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu. Và theo báo pháp luật của Sài Gòn thì hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thị trường đón khách du lịch đến từ các nước Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Đông, Ấn Độ với điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu về sổ thông hành, sổ thông hành vaccine và quy định đối với khách quốc tế là có chứng nhận chích đủ liều vaccine được cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam công nhận và có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có chi trả phạm vi dịch Covid-19 với mức trách nhiệm tối thiểu là 50.000 Mỹ Kim tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp